Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay thì mình làm một cái video thỏa theo đúng yêu cầu của anh em luôn, đó chính là so sánh hai chiếc máy rửa xe cao áp đều là Reload 15-15, nhưng một bản đó là phiên bản S sử dụng đầu áp AR, còn một bản đó là sử dụng phiên bản đầu áp RL 15-15. Vậy thì hai cái máy này có gì khác nhau? Tại sao cái giá của nó chênh nhau khá là nhiều? Bộ máy Reload 15-15 sử dụng đầu RL 15-15 này thì có mức giá bên mình đang bán là 12 triệu. Giá trên thì bên mình miễn phí vận chuyển toàn quốc cho anh em luôn. Còn đây là máy Reload 15-15 nhưng mà sử dụng đầu áp AR RR 15-20. Anh em nghe một lúc loạn đúng không? Vì nó nhiều số quá. Thì cái bộ máy này có mức giá là 18 triệu. Bên mình cũng miễn phí vận chuyển toàn quốc. Vậy thì đây, hai chiếc máy nếu anh em nhìn qua hoặc là bên mình không tư vấn rõ ràng thì các bạn tưởng nó là một đúng không? Các bạn không nhìn về những cái phần đầu áp, nhìn chi tiết thì các bạn sẽ tưởng rằng nó giống nhau nhưng thực tế là nó khác nhau. Như cái bộ máy Reload 15-15 này sử dụng đầu thường. Đầu này thì các bạn có thể để ý nhá. Đầu này là đầu của cái nhà máy lắp ráp lên luôn và nó là hàng đồng bộ. Thiết kế của nó là mạ Siniken. Một số anh em thắc mắc là mạ Siniken này nó hay bong không thì không nhá. Máy mạ Siniken cực kỳ ngon luôn. Hôm qua mình đã lấy máy mài, mình mài vào mài mãi còn không vào được phần thân thịt thì anh em yên tâm luôn. Đấy, mình tự tin. Và các bạn nhìn thấy cái chất liệu làm nên cái chất liệu Siniken này nhìn nó cũng khác biệt phần xi lanh. Ngoài ra thì cái phần thân máy có cùm chỉnh áp rời. Đây là một chi tiết cực kỳ quan trọng mà không ai nói với các bạn, bởi vì đối với một cái máy rửa xe có áp khi các bạn nhắc xuống nhiều thì cái cửa áp của cái bộ chỉnh áp này nó sẽ rất là nhanh hỏng, nó bị mòn hoặc là bị rỗng. Do đó thì nếu mà anh em sửa ấy thì nếu mà cái phần xi lanh liền thì các bạn sẽ phải thay cả xi lanh, còn đối với cùm chỉnh áp rời thì các bạn chỉ thay cùm chỉnh áp thôi. Một trong những cái căn cứ nữa là các bạn thể có thể để ý là tất cả những cái dòng cao áp, tất cả kể cả Trung Quốc lẫn đầu Ý hay đầu Nhật mà dòng cao áp mà trên 153 ấy thì đều làm cùm chỉnh áp phải rời hết. Đấy, nên anh em hoàn toàn yên tâm nhá với cái mẫu này. Motor này thì mình sử dụng motor Wayley, motor này là 3 kW, dòng cao, dòng của nó lên đến 18.8A và cái trục cốt của nó trục cốt 28, không phải cốt trục 24 đâu. Anh em nhìn này thì chắc chắn nhá, bộ này 12 củ. Đây, còn bộ 18 củ thì anh em có thể để ý này, nó vẫn thiết kế như thế thôi, khung sườn, béc, súng, tất cả nó như nhau. Nó chỉ đắt hơn bởi vì cái đầu AR. Đối với một cái máy rửa xe các bạn thấy có hai chi tiết quan trọng nhất, một là motor, hai là phần đầu áp. Nhưng đối với rửa xe cao áp nhá thì đầu áp quan trọng hơn motor nhiều. Anh em thấy những dòng máy rửa xe cao áp mà motor ví dụ 3 pha hoặc 3 ký, 3 ký rưỡi để cháy cái motor này chả thấy thằng nào cháy cả, trừ khi điện thì các bạn yếu thôi. Còn đã là motor đủ nhá thì không cháy được, kể cả motor tàu hay motor Việt Nam. Đôi khi những cái motor tàu dòng mono 1 pha mà hàng nội địa, thương hiệu nội địa motor này, các bạn nhìn thấy thân nó lớn này, đồng trong này rất là nhiều và cái trục cốt của nó 28 đủ tải luôn thì cái dòng motor này không hỏng được, ăn nhau đấy. Dòng đầu áp ở cái đầu áp này, đầu AR này là thương hiệu của Ý nổi tiếng thế giới. Một số bác hỏi là chiếc này có thể so sánh với Lutian không? Nói thẳng luôn, Lutian là xin cái tuổi, xin cái tuổi luôn, bởi vì thằng này nó là AR thế giới, thương hiệu thế giới các bạn ạ. Nó nổi tiếng thế giới rồi, tất cả cái thông tin của nó đưa ra thì chính xác. Cái đầu mã của nó nhá là RR 1520. Tức là sao ạ? Tức là nếu mà anh em muốn chạy lên áp mắc của nó 230 nhá, anh em thay cái motor này lên 4 ký chạy áp được lên thêm 53 nữa. Còn nếu mà bên mình đang lắp 3 kW 1 pha này thì chạy lên áp là 153 chuẩn thông số, đi theo béc của nó là 050 nhá. Đây, bộ những cái bộ bên mình lắp đồng bộ này cực kỳ đẹp của nhà máy đấy, khung sườn chắc chắn rồi là sơn khung sườn, sơn sần rồi tủ điện này, anh em nhìn nó cũng khác biệt hoàn toàn luôn. Đây, tủ điện này đấy, làm inox 304 rồi là chống nước rồi là các cái khởi này nó cũng làm đẹp, rồi đấu điện, dây nguồn, nói chung là hết nước chấm, miễn chê. Đấy, một số anh em cứ chê Trung Quốc, xin mời các bạn vào. Còn anh em có thể thấy được nó là những nhà máy lớn, thị trường nó là cả thế giới, chúng ta không thể nào chê được. Có chăng là chỉ là chê là những cái mẫu Trung Quốc chất lượng kém do những ông nhập khẩu ở Việt Nam mang về thôi. Còn cái chất lượng mà như kiểu các bạn tưởng tượng, các bạn là người mua đúng không? Bên mình là người bán. Chất lượng các bạn chọn hàng tốt thì không bao giờ mình dám đưa cho bạn hàng xấu cả. Cũng vậy thôi, Trung Quốc là bên bán, bên cái đơn vị nhập khẩu ở Việt Nam là người mua. Bây giờ bên mình yêu cầu nó làm hàng tốt, thanh toán nó giá tiền cao mà nó đưa mình hàng kém, không có mùa xuân đấy đâu. Cái mô hình kinh doanh những cái công ty nó lớn làm ăn càng cực kỳ uy tín. Chẳng qua là những người thương nhân Việt Nam mình tự lừa dối nhau thôi. Những cái ông đấy chỉ tập trung vào những hàng chất lượng kém, giá thành rẻ để lợi nhuận cao. Thì các ông ấy mang hàng kém về, xong là khi mà bán cho khách hàng thấy chất lượng kém thì các ông ấy quay sang đổ lỗi cho Trung Quốc. Nhưng thực tế không phải. Trung Quốc người ta nó là những cái nhà máy lớn, họ rất là uy tín. Nếu mà chúng ta đặt hàng tốt thì nó sẽ đưa mình hàng tốt. Mình đặt hàng kém thì nó sẽ đưa mình hàng kém. Đấy là do mình. Những bộ này mình khẳng định luôn, nó là lựa chọn top 1 ở trong phân khúc giá. Nên anh em yên tâm nhá. 12 triệu, 18 triệu. Anh em nào đã sử dụng qua rồi thì có thể comment ở dưới để chia sẻ cho mọi người những cái trải nghiệm của các bạn về những dòng máy rửa xe này nhá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video